Ủa, con này là Java Chiloro 6 à? Hay là Fuko? Giờ giới thiệu sao trời? Giờ thấy mấy con Java, Auriga hay là Chiloro 6 nó đều lấy một cái form nhau các bạn, nhìn khó phân biệt luôn á. Xế Đợt Chất sẽ là kênh YouTube chính thức thứ hai của Tâm Đức Sài Gòn, nhằm đáp ứng nhu cầu review xe và cập nhật những chương trình khuyến mãi nhanh chóng nhất đến tay của khách hàng. Xế Đợt Chất hứa hẹn sẽ mang lại những video thú vị và review những dòng xe đạp chân thật nhất khi vừa cập bến tại Tâm Đức. Mọi người yêu quý kênh xe đạp Tâm Đức Sài Gòn, hãy cho Xế Đợt Chất một like và một subscribe nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Mình thấy là nó quá thành công với lại cái mẫu Java Fuko khung carbon, thì sau đó thì nó sẽ copy y chang luôn các bạn, chuyển thành một cái con Java Chiloro 6 nhưng mà cái vật liệu là khung nhôm. Bây giờ nó có con Java Auriga, cái mức chi phí nó tốt hơn. Con này mức giá là 11.600.000 là các bạn có một cái hình dáng y chang con Java Fuko luôn các bạn. Chỉ có khác là bộ phụ tùng nó sẽ giảm xuống để có mức chi phí tốt. Thì con Auriga này các bạn cũng đã từng thấy là cái mẫu tay ngang có phanh dầu các thứ. Tuy nhiên với cái dòng xe tay công này á, mình thấy là ăn đứt các dòng xe khác như Twister. Một trong những cái tay lái này khí động học đi dây âm sườn luôn các bạn. Nhìn con xe rất là liền mạch, không khác gì những con xe cao cấp hết. Nó có một cái phanh của Deka là dạng phanh kéo cơ. Mình đánh giá là cái phanh này nó đem lại được độ trải nghiệm tốt, nhưng mà nó sẽ không tốt bằng phanh dập là chắc chắn ha các bạn. Tuy nhiên là mình đánh giá là cái khả năng phanh của con xe này nằm ở mức khá trong các dạng phanh kéo cơ trên cái con xe Java Auriga này. Nhưng mà các bạn đặc biệt lưu ý á, cái mẫu Java Auriga mà các bạn đang xem trên đây là mẫu tay công. Vì vậy khi mà các bạn mua những dòng xe này, các bạn đặc biệt lưu ý là phải được tư vấn size rất là kỹ. Tại vì những cái mẫu xe tay công á là các bạn không thể nào chọn giống size của xe tay ngang trên mẫu Auriga trước đó được. Các bạn tay ngang là tới đây, các bạn cầm tới đây là hết rồi. Tuy nhiên là mẫu tay công á nó dài hơn một chút, cái khúc này nó khoảng đâu đó 9-10cm nữa, thì các bạn phải chọn cái size nó to hơn một tí, khác một tí, đâu đó 10cm. Mua xe tại bên mình sẽ tư vấn rất là kỹ cho các bạn giữa mẫu tay ngang và mẫu tay công trên Auriga, cho các bạn có cái size tốt hơn. Những cái dòng xe Java dường như là nó đã lấy hết cái phân khúc từ 11 triệu đến dưới 30 triệu đồng. Thì ở cái phân khúc 11 triệu đồng này, Java Auriga nó sẽ đánh bại hết tất cả những cái dòng như là Twister này các bạn, khung nhôm trong cái phân khúc giá vòng 11 triệu đến 12 triệu. Tại sao? Java Auriga các bạn thấy hình dáng của nó nhìn tương đương như với những cái dòng xe Java Fuko luôn, tay lái khí động học luôn. Bên cạnh đó nha, các bạn còn được cái thân đĩa kéo cơ như thế này nữa. Đi ra ngoài đường đâu ai biết được là con này bao nhiêu tiền đâu. Nhìn rất là xe đạp đua, là khí động học, nhưng mà được một cái bộ đề Shimano Sora nữa, đề trước đề sau rồi dĩa Rowell trục rỗng. Về cấu hình cái con này mình đánh giá là nằm ở mức khá thôi các bạn, nhưng mà với cái hình dáng của con xe này á, chúng ta có thể đi chung với lại Java Fuko, tại vì hình dáng của nó rất là đẹp. Những cái hình dáng y như thế này thường thì các bạn sẽ thấy trên những dòng xe khoảng 25 triệu 30 triệu trở lên thì nó mới có những cái hình dáng y như thế này. Trong năm 2023 này thì mình đánh giá là Java rất là thành công trong những cái mẫu xe đàn em của Fuko như là Chiloro 6 này, và mẫu kế tiếp này là Java Auriga, một trong những cái mẫu xe mà mình thấy khá là thành công trong cái khung nhôm, để cho các bạn có thể sở hữu được một cái con xe nhìn hình dáng tương đương với lại những cái dòng xe cao cấp, để các bạn có thể hòa nhập với lại các anh chị đi chơi xe đạp mà khung carbon cao cấp. Mình có thể có một mức chi phí tốt hơn, nhưng mà mình có thể tham gia được với họ, quá tuyệt vời luôn. Trong năm 2023 này về cái khung nhôm họ phát triển sản phẩm quá hay các bạn. Và với cái vành nhôm của Deka này thì mình sẽ cho các bạn xem cái độ. Ôi, nhẹ quá vậy? Sao con xe này khung nhôm mà nhẹ vậy? Độ trớn của nó này. Bây giờ thấy xe khung nhôm mà họ làm khá là tốt các bạn. Độ nặng các thứ đồ mình thấy bây giờ nó rất là liền mạch rồi. Trớn nha, không phải đùa nha. Rồi, các bạn phải đặc biệt lưu ý là dòng xe Java Auriga này có tay ngang và tay công. Vì vậy khi các bạn đặc biệt chọn size á thì các bạn phải lưu ý giữa tay ngang và tay công nha. Nó không thể nào chọn chung một cái size được. Khi các bạn mua xe tại Tâm Đức, bên mình sẽ tư vấn cho các bạn kỹ về phần size đó. Liên hệ ngay, alo, bộ phận kinh doanh của Tâm Đức đang đợi các bạn.